Hạc đồng thờ cúng bằng đồng đỏ khảm tam khí tinh xảo là vật phẩm trang trí nội thất thờ cúng trang nghiêm, giàu ý nghĩa, được dùng tại phòng thờ gia tiên, nhà thờ họ, phòng thờ họ. Hạc đồng thờ cúng không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất, mà hơn hết nó còn mang giá trị rất lớn về mặt tinh thần trong đời sống tâm linh của người Việt, một biểu tượng văn hóa vô cùng đẹp đẽ và thiêng liêng. Trước hết, hình tượng rùa cõng hạc được xây dựng trên nhiều truyền thuyết dân gian, trong đó nổi bật hơn cả là tình bạn đẹp, cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách của rùa và hạc. Một loài sải cánh trên trời, một loài sống ở dưới đất nhưng lại đồng lòng tương hỗ. Bởi vậy, nó gửi gắm thông điệp về sự hòa hợp giữa trời đất, sự cân bằng trong vũ trụ. Đồ đồng Dung Quang Hà, nơi chia sẻ kiến thức về các sản phẩm đồ đồng. Hãy like và subscribe để cập nhật những sản phẩm mới nhất.